Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố chương trình kích cầu du lịch nội địa năm 2020, trong đó tập trung vào các tour tuyến kích cầu với mức giá cam kết tốt nhất, cạnh tranh nhất của các doanh nghiệp lữ hành để kịp thời đưa ra thị trường ngay sau khi dịch COVID-19 được khống chế. Chương trình kích cầu du lịch nội địa năm nay có sự tham gia của 40 doanh nghiệp lữ hành với mức giá tour giảm từ 25 đến 50%. Ngành hàng không giảm giá vé máy bay đến 50%. Đường bộ và đường sắt giảm vé tàu xe đến 40%. Đây là động thái của các doanh nghiệp du lịch Thành phố Hồ Chí Minh khi ứng phó với dịch bệnh COVID-19, xác định mục tiêu trọng tâm là các thị trường trong nước. Hiện nay, các doanh nghiệp du lịch tại thành phố đã chuẩn bị sẵn tour kích cầu để chào bán ngay khi hết dịch bệnh. Các điểm đến ưu tiên để doanh nghiệp xây dựng chương trình tour có các tiêu chí, vùng an toàn, giá kích cầu hấp dẫn, sự đồng hành tích cực của địa phương. Chương trình không chỉ đưa khách từ Thành phố Hồ Chí Minh đến các địa phương trong nước, mà còn triển khai nhiều tour để thu hút khách từ các tỉnh thành đến Thành phố Hồ Chí Minh tham quan mua sắm.